Trung tâm giữ trẻ Tribe Child Care chuyên giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Sau gần 20 năm hoạt động, Tribe Child Care đã có 3 cơ sở tại Kalibel, Fairfield và Kapramata với hơn hàng chục ngàn học sinh theo học, là nơi mà hầu hết phụ huynh đều tin tưởng để gửi con em đến trường. Ngoài ra, tại Tribe Child Care còn có một đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và vô cùng kiên nhẫn trong việc chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho tất cả học sinh của trường. Tribe Child Care tự hào là trung tâm giữ trẻ đẳng cấp và toàn diện trong cộng đồng người Việt tại Sydney. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc giám đốc điều hành anh Dinh Trang qua số điện thoại 0422 400 888. Đông trùng hạ thảo 3-in-1 của công ty Golden Health được sản xuất tại Úc là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo với nấm linh chi và nhân sâm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho hệ miễn dịch, cho sức khỏe tim mạch, cho hệ thần kinh, cũng như cải thiện chức năng sinh lý và gia tăng tuổi thọ. Một sản phẩm không thể thiếu cho các cụ ông, cụ bà, cũng như những người bị suy nhược cơ thể, có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại 0452 067 535 hoặc email đến vftv2022@gmail.com. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 27 tháng 4 năm 2023. Và kính thưa quý vị khán giả, sinh hoạt chính trị được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay đó là sự có mặt của Thủ tướng Albanese tại một chi nhánh của hệ thống siêu thị Coles ở khu vực Westland thuộc tiểu bang Queensland ngày hôm nay. Và khi thăm viếng siêu thị Coles này, đây cũng là một trong những cái siêu thị được cho là có sự đầu tư lớn nhất của Coles với hơn 1 tỷ đô la nhằm cung cấp đầy đủ cho các nhu cầu của khách hàng. Và nhân cơ hội này thì Thủ tướng Albanese một lần nữa cũng đã xác quyết về chính sách di trú của nước Úc. Theo ông Albanese thì hiện nay vẫn hãy còn có hơn 1 triệu người đang chờ đợi để được chấp thuận visa. Và đây là một trong những yếu tố rất là quan trọng có thể giúp nước Úc thoát ra được cái tình trạng khan hiếm lao động hiện nay. Và ông cũng cam kết là trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong ngân sách 2023-2024 mà Bộ trưởng Ngân khố Jim Chalmers sẽ phổ biến vào ngày 9 tháng 5 thì những cái chi phí về chính sách di trú mới cũng sẽ được công bố với hy vọng là sẽ có đủ lực lượng lao động đáp ứng cho nhu cầu tại nước Úc trong thời gian sắp tới. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, tình trạng những người mà có thu nhập thấp hay thu nhập trung bình mà không tìm được những cái căn nhà cho thuê vừa với túi tiền của mình thì ngày càng trở nên phổ biến trên khắp Úc Châu. Với một cái báo cáo từ tổ chức từ thiện Anglicare cho thấy là cái tình trạng khan hiếm nhà cho thuê giá rẻ đối với nhiều hộ gia đình thì diễn ra trên khắp các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Báo cáo của Anglicare cũng phân tích số liệu trên thị trường nhà cho thuê vào giữa tháng trước, cho thấy số lượng nhà cho thuê, tức là đang giao cho thuê hiện nay đã xuống đến mức thấp nghiêm trọng. Và tổ chức này đã xem là có bao nhiêu bất động sản có giá cho thuê ở mức phải chăng, tức là phải dưới ngưỡng 30% thu nhập của một người đối với 13 loại hộ gia đình khác nhau. Và họ nhận thấy rằng là không có căn nhà nào cho thuê ở Úc Châu được coi là hợp túi tiền với một người độc thân mà hiện nay đang nhận cái khoản thanh toán trợ cấp cho thanh niên từ chính phủ. Với cái khoản thanh toán này, trung bình được nhận là từ 330 đô la đến 720 đô la 40 cent cho mỗi 2 tuần lễ. Và chỉ có 4 căn nhà phù hợp cho những người độc thân nhận khoản trợ cấp thất nghiệp là Job Seeker hiện đang trả cho một người độc thân không có con là gần 700 đô la mỗi 2 tuần lễ. Và chỉ có hơn 1% số nhà cho thuê, tức là 508 căn nhà được coi là hợp túi tiền đối với một cặp vợ chồng, tức là hai người đang hưởng lương hưu. Và đối với những người độc thân mà đang hưởng lương hưu thì cái lựa chọn này đã giảm xuống chỉ còn 162 căn nhà, tức là chỉ chiếm có 0.4% trên thị trường. Và kính thưa quý vị, trước bối cảnh này thì tổ chức từ thiện Anglicare cũng đã kêu gọi chính phủ gia tăng trợ cấp. Thứ nhất là trợ cấp thất nghiệp, thứ hai là trợ cấp cho việc thuê mướn nhà cửa mà từ tiếng Anh gọi là rent assistance. Và tổ chức Anglicare đồng thời cũng đã đệ trình một cái bức thư với hơn 300 chữ ký của những người nổi tiếng với hy vọng sẽ được chính phủ lắng nghe và chú ý và đưa vào trong ngân sách 2023-2024 sắp tới. Bên cạnh đó, Anglicare cũng cho rằng
kế hoạch giảm thuế giai đoạn 3 không nên tiếp tục bởi vì kế hoạch này nếu thực hiện sẽ tiêu tốn ngân sách của chính phủ gần 260 tỷ đô la trong thời gian là 10 năm. Đây là một cái khoản tiền rất lớn, trong khi nhân số người được hưởng lợi thì ở mức rất thấp, tương đương khoảng 5% cư dân Úc là thuộc thành phần có thu nhập cao mà thôi. Riêng với đảng Xanh thì đảng Xanh một lần nữa nhắc lại đề nghị của họ, đó là yêu cầu chính phủ áp dụng một cái dự luật chung trên toàn quốc Úc Châu là đóng băng việc gia tăng giá cả nhà thuê trong thời gian 2 năm, với hy vọng là những người đi làm tại Úc vẫn tiếp tục được thuê nhà với mức giá hiện tại, chứ không cần phải phập phồng lo sợ không biết là giá nhà thuê sẽ tăng như thế nào trong thời gian sắp tới. Và đó là những vấn đề được cho là cấp thiết nhất mà các tổ chức xã hội dân sự cũng như là các cơ sở từ thiện liên tục kêu gào trước khi ngân sách được công bố vào ngày 9 tây tháng 5 sắp tới. Vâng, còn trong việc mua nhà thì cũng xảy ra rất nhiều những cái hình thức lừa đảo khác nhau. Mà báo chí thì hôm nay cũng nêu trường hợp một cặp vợ chồng ở Gold Coast của tiểu bang Queensland đã mua nhà và dọn vào ở, nhưng mà sau nhiều năm mới vỡ lẽ ra rằng ngôi nhà đó vẫn không thuộc về mình mà thuộc về sở hữu của một người khác. Cách đây 5 năm thì cặp vợ chồng này ở tiểu bang Victoria muốn chuyển đến tiểu bang nắng ấm để tránh mùa đông lạnh giá ở Melbourne do một trong những đứa con của họ có mắc bệnh về viêm phổi. Và vào tháng 3 năm 2018, họ đã mua một ngôi nhà ở Gold Coast trong một cuộc đấu giá thế chấp với giá là 1.256.000 đô la. Tất nhiên hiện nay thì ngôi nhà này cũng có giá lên tới là 2.700.000 đô la. Và điều mà cặp vợ chồng này không biết khi họ mua bất động sản đó là người chủ khi đó đã báo cáo với cơ quan chức năng rằng là ngôi nhà bị người khác đem thế chấp bất hợp pháp để đảm bảo cho một khoản vay của một người họ hàng trong gia đình, và người này sau đó thì vỡ nợ. Và do người này bị vỡ nợ nên bên ngân hàng đã phải giao bán căn nhà đó để thu hồi lại khoản cho vay. Và người chủ sở hữu là bà Hins Isa, năm nay cũng đã 83 tuổi, đã tìm mọi cách để ngăn chặn việc bán nhà, nhưng bà lại không có đủ lý lẽ để yêu cầu tòa án ra một cái lệnh cấm bán ngôi nhà. Nhưng mà sau khi thương lượng với bên ngân hàng cho vay thế chấp thì bà Isa cũng đã đồng ý cho ngôi nhà được bán đi. Đổi lại, bà được cấp tới 40.000 đô la để dọn ra chỗ khác sinh sống. Và cặp vợ chồng ở Melbourne đã thanh toán tiền và mua xong vào ngày 1 tháng 6 năm 2018. Nhưng sau đó họ không thể sang tên ngôi nhà bởi vì chủ cũ đã thông báo với cơ quan đăng ký quyền sở hữu nhà ở Queensland rằng bà đã bị người khác lừa đem ngôi nhà đi thế chấp một cách gian lận, khiến cho ngôi nhà trong tình trạng là cảnh báo. Do vậy mà ngôi nhà trên giấy tờ thì vẫn thuộc về bà Isaacs. Do vậy mà mặc dù cái gia đình ở Melbourne đã sống tới 5 năm rồi, vẫn không thể nào sở hữu chủ được căn nhà này. Vâng. Vâng, câu chuyện này khá là phức tạp và có lẽ là cần có cố vấn của luật sư. Tuy nhiên một cách rất là ngắn gọn, kính thưa quý vị, là chủ sở hữu là bà Isa, 88 tuổi, sau khi đã nhận cái khoản tiền bồi thường 40.000 đô la từ người mua, thì bà đã block cái khay việc. Khay việc là một cái danh từ chuyên môn, và bất cứ một cái căn nhà nào khi có khay việc này vào thì cái căn nhà đó không được quyền mua bán cho tới lúc nào mà cái người bỏ cái khay việc đó, họ remove, có nghĩa là họ rút cái khay việc ra khỏi căn nhà. Hay nói một cách khác là căn nhà đã bị khóa lại, không thể nào sang nhượng cho bất cứ ai. Và cũng bởi vì cái khay việc này là một cái quá trình pháp lý được công nhận bởi tòa án tại Úc, cho nên người mua không thể nào khởi kiện và cũng không đủ lý do để khởi kiện, mặc dù là họ đã tiến hành thủ tục mua bán một cách hợp pháp. Và vụ kiện đã kéo dài trong vòng 5 năm và cho đến ngày hôm nay thì người mua là vợ chồng của ông bà Morgrove đã chấp nhận là không thể nào tiếp tục cái vụ kiện tụng này, đồng thời cũng phải dọn ra khỏi căn nhà này, mặc dù tòa án cũng đã thông báo tất cả những cái số tiền hai vợ chồng này đã bỏ ra để mua đấu giá căn nhà đều sẽ được bồi hoàn trở lại, và vấn đề này sẽ được xét xử trong một vụ khác. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn nhắc nhở, khi chúng ta mua bất cứ một bất động sản nào, luật sư đại diện cho người mua sẽ là người cần phải tìm hiểu lịch sử của căn nhà để xem căn nhà có thể sang tên được một cách hợp pháp hay không. Và như trong trường hợp này cũng được coi là một trong những cái trường hợp
chưa từng có tiền lệ. Không biết là hai người này có thuê mướn luật sư hay không, hay là họ tự tiến hành cái thủ tục pháp lý trong cái vấn đề thuê mướn nhà. Họ cũng thuê, họ cũng phải bỏ ra tới 300.000 đô la để theo cái vụ kiện này. Thế trong nhưng suốt 5 năm vừa qua. Thế nhưng mà đối lý và thua kiện. Nhưng mà tòa án bảo bây giờ là họ có quyền là đòi lại cái bên ngân hàng thế chấp, tức là cái nơi đứng ra bán cái ngôi nhà này, cái số tiền 2.7 triệu, tức là giá trị đúng hiện tại. Nhưng mà việc đòi lại thì quả là không dễ. Khá là xa xôi. Bởi vì một trong những cái yếu tố tòa án đưa ra là họ xác định được cái chữ ký của bà chủ nhà Isa là đã bị giả mạo. Cho nên cái tất cả quá trình mua bán này nó trở nên bất hợp pháp. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, vấn đề tin tặc hay tội phạm ngày càng gia tăng tấn công vào các cái công ty hay là lừa đảo người dân ở Úc Châu ngày càng trở nên phổ biến. Cho nên là trong cái ngân sách liên bang sắp công bố thì chính phủ sẽ gia tăng những cái khoản chi để tăng cường các cái biện pháp bảo vệ. Và trong những diện được tài trợ thì có cả cái chương trình bảo hiểm người khuyết tật quốc gia là NDIS sẽ được cung cấp gần 50 triệu đô la để gia tăng các cái biện pháp chống lại những cái kẻ tội phạm hay những người chăm sóc lợi dụng kẽ hở của chương trình để gian lận nhận những cái khoản thanh toán trợ cấp cho người khuyết tật mà không thực hiện đúng những cái quy định theo chương trình này. Cụ thể thì cái khoản tiền trị giá lên tới 48 triệu 300 ngàn đô la sẽ được phân bổ cho 200 nhân viên tại một cái các cơ quan quản lý của cái chương trình này ở khắp các tiểu bang cũng như vùng lãnh thổ, cũng như các cái hệ thống mới để mà có những cái biện pháp ngăn chặn. Và Bộ trưởng NDIS là ông Bill Shorten cũng cho biết là khoản tài trợ này cũng chủ yếu nhằm mục đích đảm bảo cái khoản tiền của chương trình này được chi trả cho đúng người, tức là đúng những người đang bị tàn tật được hưởng cái khoản trợ cấp này. Còn tất cả những ai mà muốn lợi dụng hay những kẻ tội phạm muốn lợi dụng thì sẽ không có cơ hội nữa. Và kính thưa quý vị, cũng theo lời Bộ trưởng Bill Shorten thì vấn đề gian lận tất cả các khoản tiền bảo hiểm khuyết tật NDIS hiện nay được cho là một cái tội hình sự. Và với tội hình sự này thì những người vi phạm có thể sẽ bị phạt tù. Mà trong thời gian vừa qua, tổng cộng số thời gian phạt tù là 12 năm tù giam cũng đã được áp dụng cho một vài trường hợp. Và đó cũng là lời cảnh báo. Lý do mà chính phủ đang rất là khắt khe với tất cả các chương trình bảo hiểm khuyết tật như thế này, bởi vì đây là một trong những cái chương trình tiêu tốn nhiều công quỹ nhất, được thành lập hơn 10 năm trước, nhưng chi phí hiện nay của NDIS được cho là cao hơn cả chi phí mà chính phủ đã chi cho chương trình bảo hiểm Medicare. Và dự phỏng cho đến năm 2025 và 2026 thì bảo hiểm khuyết tật sẽ tốn khoảng 50 tỷ đô la cho ngân sách liên bang. Vì vậy nếu không có những cái biện pháp chặt chẽ thì việc thất thu sẽ tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, về thực phẩm, kính thưa quý vị, trong bối cảnh đời sống đắt đỏ như hiện nay thì cái nhu cầu về thực phẩm đang ngày càng gia tăng, và hoạt động của các tổ chức từ thiện chuyên cung cấp thực phẩm miễn phí cho thành phần nghèo khổ vô gia cư cũng rất là bận rộn trong thời gian vừa qua. Một cách chính thức thì tổ chức từ thiện có tên gọi là Second Buy cho biết là số khách hàng của họ hoặc là số lượng thực phẩm mà họ cung cấp cho người nghèo khổ hoặc là người vô gia cư đã tăng gấp đôi từ năm 2017 ở mức là 23 triệu 600 ngàn người nhận thực phẩm miễn phí. Thì trong thời điểm 2022 vừa qua, nhân số này đã lên thành 47 triệu 500 ngàn người. Và tổ chức Second Buy cho rằng những cái tác động của đại dịch Covid-19 cũng như thiên tai lũ lụt và cộng thêm chi phí sinh hoạt đắt đỏ hiện nay là những cơn bão hoàn hảo đã đưa đẩy người dân đi từ khó khăn này đến khó khăn khác. Và thậm chí những người có việc làm full time, việc làm toàn thời cũng phải chờ đợi để được lãnh trợ cấp miễn phí này. Và nhiều người cho biết là họ mong chờ đến ngày thứ năm là ngày mà có thể được tự do đến những cái nơi cung cấp thực phẩm miễn phí để có thể chọn lựa những cái mực thực phẩm tươi sống, bởi họ không còn đủ khả năng tài chính để đi chợ. Và đó là một cái bối cảnh mà chính phủ Albanese cũng đang bị chỉ trích rất là nhiều. Vâng, và dự báo tình trạng mà số người cần nhận thực phẩm miễn phí như vậy ngày càng tiếp tục gia tăng. Và trong bối cảnh đắt đỏ hiện nay thì Tổng nha thống kê ABS cũng vừa đưa ra một cái báo cáo cho thấy là có một số mặt hàng thực phẩm chính không thể thiếu trong các gia đình mỗi khi đi chợ vào năm qua là đã tăng giá mạnh lên một cái mức mà được cho là cao nhất trong nhiều thập kỷ qua.
đó là giá sữa tươi hay sữa chua và format cũng đã tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Bánh mì hay các sản phẩm về ngũ cốc cũng tăng 12%. Đối với trái cây và rau xanh thì mức tăng cũng gần 5%, còn thịt thì cũng tăng 4%. Và các suất ăn làm sẵn mang đi ăn ngoài thì cũng tăng giá tới 7%. Và dữ liệu mới nhất của ABS cũng cho thấy về tổng thể thì giá thực phẩm đã tăng 8% trong quý vừa qua, tức là 3 tháng đầu năm nay. Mặc dù là cũng giảm nhẹ so với tháng 12, khi tháng 12 cũng có mức tăng tới 9.2%, nhưng vẫn là ở mức cao nhất trong lịch sử. Và mức tăng giá mạnh nhất kể từ Giáng sinh năm ngoái đối đó là nước giải khát, trái cây và rau xanh và một loạt những cái sản phẩm khác như là cà phê, trà hay bữa ăn chế biến đông lạnh có sẵn hay là các loại thực phẩm chức năng. Và các loại sản phẩm này cũng đã tăng tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng tăng hơn 3% kể từ tháng 12 năm ngoái. Và kính thưa quý vị, ngoài cái thực phẩm đã trở nên vô cùng đắt đỏ thì trong thời gian vừa qua, một cái mặt hàng tại Úc cũng đã gia tăng giá cả một cách rất đáng bất ngờ, đó là những chiếc xe hơi đời mới. Trước đây trong thời gian đại dịch thì tất cả những cái chiếc xe hơi này bởi vì vấn đề vận chuyển rất là khó khăn từ nước này sang nước khác cho nên giá cả cũng đã gia tăng từ đó. Nhưng mà cho đến năm nay 2023 thì cái việc đóng cửa biên giới đã không còn nữa và việc vận chuyển bằng đường biển cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Chi phí vận chuyển gần như trở lại mức bình thường. Thế nhưng chính phủ Úc cũng cảnh báo là trong thời gian sắp tới, giá xe hơi tại Úc có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng. Và lần tăng giá này là bởi vì lý do an ninh sinh học. Là bởi vì khi mà những chiếc xe họ đậu ở cảng quá lâu thì có thể là sẽ có những cái bụi đất hoặc là những cái con ốc sên đeo bám vào những cái chiếc xe này. Và do đó trước khi chiếc xe được đưa về dealer để giao cho người mua thì cần phải vệ sinh dọn dẹp. Và chi phí vệ sinh cho những cái đợt như thế này tốn kém rất là nhiều cho các chủ xe. Vì vậy mà họ sẽ chuyển cái phần chi phí này sang cho người mua và người mua một lần nữa sẽ bị đội giá. Lần này thì chúng ta không biết là cái giá tăng nó sẽ là như thế nào, nhưng mà Bộ trưởng Nông nghiệp Liên bang là ông Murray Walsh cho rằng chi phí gia tăng nó sẽ ảnh hưởng đến khoảng 235.000 chiếc xe hơi đang nhập khẩu vào Úc qua cảng Brisbane vào năm ngoái. Và trong số này thì cũng đã phát hiện ra khoảng 8.100 chiếc đã bị nhiễm độc. Và đó là những cái bối cảnh vì sao mà nước Úc khá là cẩn thận trong việc nhập khẩu những cái chiếc xe hơi như thế này. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, liên quan đến đại dịch COVID-19 thì có một biến thể phụ mới của chủng Omicron là đang gây lây nhiễm ở Úc Châu. Đó là biến thể XBB.1.16, lần đầu tiên được phát hiện ở tiểu bang New South Wales là vào tháng 2 năm nay và cũng đã làm tỷ lệ lây nhiễm dịch COVID-19 ở tiểu bang này gia tăng. Và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì cũng đánh giá cái chủng mới này ở mức nguy cơ thấp trên phạm vi toàn cầu trong số rất nhiều chủng của Omicron hiện nay đang lưu hành. Tuy nhiên, chủng này cũng được Tổ chức Y tế Thế giới chỉ định là một biến thể cũng đáng quan tâm vào đầu tháng này khi mà các ca nhiễm gia tăng mạnh tại đất nước Ấn Độ. Biến thể phụ XBB.1.16 thì có liên quan đến một cái loại biến thể phụ trước đó là XBB.1.5 được phát hiện ở Úc vào hồi tháng Giêng. Và cả hai đều là những biến thể đột biến của chủng Omicron của cái loại virus mà đang gây đại dịch COVID-19. Và theo một phó giáo sư tại Đại học New South Wales thì các nghiên cứu cho thấy cái chủng này thì cũng tương tự như các cái biến thể phụ phổ biến khác đang lưu hành. Và hiện ở New South Wales có khoảng 1/4 trong số các ca nhiễm là nhiễm biến thể mới. Và cũng theo vị giáo sư này thì kính thưa quý vị, dịch bệnh tại Úc hiện nay cũng đang gia tăng trở lại mà gia tăng nhanh nhất là tại tiểu bang New South Wales với hơn 22.000 ca nhiễm trong thời gian vừa qua. Cũng chính vì vậy mà các chuyên gia một lần nữa nhắc nhở chúng ta là hãy chủng ngừa và vaccine phòng chống COVID-19 song hành với việc chủng ngừa vaccine phòng chống bệnh flu, có nghĩa là cảm cúm mùa đông, bởi vì đây là thời điểm mà số ca bệnh có lẽ là sẽ gia tăng trong vài tháng sắp tới. Và sau cùng là một thông tin về một người đàn ông Úc được cho là mất tích sau khi đã nhảy khỏi một chiếc tàu du lịch vào khoảng 11 giờ đêm ngày hôm qua. Sự kiện đã xảy ra trên con tàu du lịch có tên gọi là Quantum of the Sea,
Khi mà con tàu này đang di chuyển gần đến Hawaii, cách đảo Hawaii khoảng 1.400 cây số về phía nam, thì người đàn ông này đã nhảy ra khỏi con tàu, và mặc dầu chiếc tàu đã ngừng lại khoảng 2 tiếng đồng hồ để cùng nhau tìm kiếm người đàn ông này nhưng không có một kết quả gì. Sau đó thì con tàu vẫn phải tiếp tục di chuyển, và việc tìm kiếm này hiện nay đang để trách nhiệm lại cho một trong những cái chiếc trực thăng đã tìm kiếm trên không xuyên suốt đêm ngày hôm qua. Không biết là tình hình như thế nào, tuy nhiên cái cơ hội hoặc là cái may mắn sống sót có lẽ là cũng khá hy hữu, phải không? Vâng, giờ gần như không có, không có rơi xuống biển giữa đêm như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, những cái thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng, kính chào.